Và sau đây, tiết mục khoa học và tâm linh, khảo cứu xác suất về sự hiện hữu của Thượng Đế. Kính mời quý vị thính giả đáng nghe. Một bài báo gần đây từ tờ Nhật báo Anh Quốc The Guardian đã bàn về những khảo cứu do nhà vật lý học tiến sĩ Stephen Unwin. Đề tài là câu hỏi về sự hiện hữu của Thượng Đế qua lý thuyết về xác suất. Tiến sĩ Unwin bắt đầu cuộc nghiên cứu với một tiền đề tương tự như cách dùng để quyết định kết quả khi thảy đồng tiền, cho rằng khả năng hiện hữu của đấng toàn năng là 50 trên 50. Kế tiếp, ông dùng một công thức để xác định một kết quả có thể xảy ra bằng cách cân nhắc những nguyên tố khẳng định và phủ định được xem như là thuận hay chống cho tiền đề của ông. Sự nhận thức về thiện, sự hiện hữu của sự xấu ác về mặt đạo đức, sự hiện hữu của sự xấu ác bẩm sinh, những phép lạ thuộc về bên trong thiên nhiên, những phép lạ thuộc bên ngoài thiên nhiên, những thể nghiệm tâm linh. Mỗi nguyên tố được ấn định cho một giá trị bằng số và áp dụng vào xác suất 50% lúc ban đầu. Tuy nhiên, cuộc khảo cứu đề nghị rằng sự tin tưởng vào Thượng Đế không phải chỉ là tổng số của lý luận cộng với niềm tin. Nếu điều này đúng, thì càng biết nhiều chúng ta càng ít niềm tin hơn. Điều này khiến cho sự lý luận phản lại niềm tin và ngược lại. Công thức mà tiến sĩ Unwin dùng đi xa hơn sự tính toán đại số học khi nói rằng sự tin tưởng Thượng Đế là kết quả của lý luận và một hình thức tin tưởng trừu tượng hơn. Cho nên, dù chứng minh từ cuộc khảo cứu của ông cho thấy kết quả xác suất 67% là Thượng Đế hiện hữu, nhà khảo cứu nói rằng lòng tin cá nhân của ông gần như là 100%. Ông giải thích rằng sự khác biệt giữa các con số dựa trên niềm tin riêng của ông vào Thượng Đế. Cuộc khảo cứu này có nhiều khía cạnh khai ngộ. Thứ nhất, bằng cách dùng một công thức khoa học và đặt tiêu đề khảo cứu là Thượng Đế có hiện hữu hay không. Thay vì Thượng Đế của ai hiện hữu, một sự bàn luận về bản chất của Thượng Đế có thể được xảy ra mà không cần phải quan tâm về những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Cương vị rộng lớn này tương tự với một số lời giảng của sư phụ rằng một người không cần phải bỏ tôn giáo của mình để thực hành pháp môn quán âm. Một yếu tố hợp nhất khác trong sự nghiên cứu của tiến sĩ Unwin là cách sử dụng ngôn ngữ, thế tục và để bàn luận những đề tài tâm linh. Thật ra đây cũng là một mục tiêu của cuộc khảo cứu, để giúp nối nhịp cầu chia rẽ giữa khoa học và tôn giáo, được phản ảnh trong quan niệm chia riêng tôn giáo và xã hội, mà không cho phép những hoạt động tâm linh như cầu nguyện đi song song với những sinh hoạt công cộng, như ngành giáo dục. Khảo cứu tương tự như của tiến sĩ Unwin, bàn về Thượng Đế trong ngôn ngữ xã hội thay vì trong ngôn ngữ tôn giáo, có thể mở ra cánh cửa cho những cuộc thảo luận trong học đường, trong các tổ chức tôn giáo và trong đại chúng. Điểm cuối cùng và cũng có thể quan trọng nhất là phẩm chất cởi mở của cuộc khảo cứu, là điều rất thiết thực và đồng thời không đòi hỏi phải có một kết luận, là cách để mọi người được tự do trầm tường về liên hệ cá nhân của họ đối với Thượng Đế. Đối với những ai chưa từng biết một minh sư tại thế, và có thể cảm thấy nghi ngờ, thậm chí còn lo sợ, khi phải đối diện với câu hỏi về sự hiện hữu của Thượng Đế, cuộc khảo cứu này đã khuyến khích một tầm nhìn rộng mở và bày tỏ một thông điệp thích hợp cho sự khởi đầu của thời đại Hoàng Kim. Thank you.
có khi dường đã gặp, sao vẫn mãi du hành. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những hải phần xa xôi, những con chiều huyễn hoặc. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những viên dõi ngậm ngùi, nào đâu là chân chu. Muôn dư mà đã mất, muôn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, ôi chút lòng ghen tương. Muôn dư mà đã mất, muôn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, chút lòng ghen hờn. Ta yêu